Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện bài đăng của một tài khoản tên TT chia sẻ về sự việc đau lòng, đó là con trai 3 tuổi của chị T bất ngờ ra đi mãi mãi vì đột quỵ. Mẹ mang nặng đẻ đau con ấy vậy mà ông trời cướp con đi chỉ trong vòng 3 giây. Chẳng ai có thể đau bằng mẹ vì chính mắt mẹ thấy con ra đi lúc 12 giờ đêm hôm ấy. Tất cả là tại mẹ chủ quan, chưa cô giáo nói tôm ngủ dậy có đi nặng ra quần, nhưng phân bình thường. Đó là triệu chứng đầu tiên của đột quỵ khi đi ngoài hoặc tiểu không kiểm soát, trong khi mỗi khi con đi ngoài con đều tự giác đi. Tối về con vẫn chơi, ăn khỏe và chủ động đi vệ sinh bình thường nhưng con ít nói hơn mọi hôm một chút. Khoảng 22 giờ rưỡi, con đòi đi ngủ trong khi bình thường 23 giờ bắt con đi con vẫn thức. Con hôm ấy ngoan lạ thường, không đòi không quấy mẹ. Nằm trong vòng tay mẹ ngủ được 30 phút thì bắt đầu trùng dậy nói đi đớ, đi đớ, đi đớ. Là một người mẹ, hiểu được ý con nói đi tiểu nhưng lại nghĩ con nói mớ nên bảo con cứ đi ra biển nhé. Rồi lại ôm con vào lòng. Nhưng nào đâu biết đấy là biểu hiện thứ hai của đột quỵ, lưỡi bị cứng khó phát âm. Từ biểu hiện thứ hai này chỉ khoảng 30 phút vàng là cứu được con mà mẹ không biết. Sau khi con nói mớ khoảng 30 phút thì con quay vào trong ngủ rồi đột nhiên quay ra mẹ nằm úp người xuống, con nấc 2 tiếng, mặt tái nhợt, môi tím ngắt và rồi con đi mãi mãi. Mặc dù mẹ đã vội vàng đưa con đi trạm xá sơ cứu, bác sĩ bảo không cứu được rồi. Đi khám định kỳ bác sĩ nào cũng khen khỏe mạnh chả thiếu chất gì. Con ra đi lúc con khỏe mạnh, ăn no, ngủ kỹ. Mẹ thương con lắm, mẹ nhớ con lắm. Mẹ đau lắm con ơi, trích một phần bài đăng của chị TT. Hiện tại, nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại những lời bình luận chia buồn với gia đình dưới bài đăng.